Mình xuống cái cống cái bé các bạn, gần cống bé. Mình sẽ quay T30 các bạn đang chuẩn bị xịt thuốc không lấy mầm các bạn. Xịt lúa lớn luôn hả? Lúa mới được quá tình đấy. Mày mẹ ra, bà nói là mày tâm. Ấy. Ấy mẹ ra, bà nói tâm tu. Yeah, mà cái nó lũ cái áo mà nó ai nhá. Cái nào thì. Nó là một lá đi nó. Giờ nha nè. Giờ cho anh ơi. Bay chắc đi về định vị các bạn. Mỹ qua kia các bạn. Đánh tao đây. Và thuốc mình đây các bạn. Trời mình ơi tức chỗ lấy. Ê, trời mình ta nó tức chỗ lấy mấy cây mình tình bao năm hơn. Phải định vị xong rồi đó các bạn. Bây giờ giờ bắt đầu chăm thuốc vào các bạn. Ruộng đây mình khỏi đâu lại cái này nó giờ không có xịt luôn, hiện giờ không xịt các bạn, đợi chủ đắt ra các bạn chăm thuốc rồi xong hết trơn là tính bay, nhưng mà chủ đắt không có lợi, giờ đợi chủ đắt các bạn. Alo, gọi nha.